Rồi, xin chào các bác. Thì trước các bác chê cái background này của em nó ghê quá thì hôm nay em treo nguyên một cái chăn lên, hy vọng là nó bớt ghê đi và cũng dùng một cái máy cỏ này để mà làm cái mic âm -um cho nó rõ hơn. Thì hôm nay em sẽ nói về một cái vấn đề mà các bác khi đi mua máy ấy, cũng rất là quan tâm. Đó là vấn đề chọn cái máy đang ở tình trạng như thế nào. À, máy nguyên siêu hay máy 100% hay là máy 99%. Rồi, ok. thì trước tiên nói về cái máy nguyên siêu ấy cái máy nguyên siêu là cái máy như nào thì thường thường cái máy nguyên siêu ấy là những cái máy mà hàng chính hãng và được phân phối chính hãng ở việt nam và ví dụ như những cái đơn vị lớn như kiểu fpt hoặc là thế giới di động ấy người ta khi các bác ra mua máy thì các bác nói họ sẽ đưa cho các bác một cái máy mà còn nguyên cái bọc ly lông và các bác phải dùng dao các bác rạch ni lông ra là một này và rạch một cái siêu màu đen hoặc màu gì đấy, thường thường là màu đen thì các bác rạch ra thì các bác mới lấy được máy thì cái máy đấy gọi là máy nguyên siêu siêu xịn nhá chính hãng nhá, đấy nhưng mà à, cái hàng LG như mình ấy hoặc là những hàng Samsung hoặc là hàng gì sách tay đi nữa thì nó vẫn có hàng nguyên siêu nhá, à, tương gia nào đó vẫn có thể sách về được cái hàng nguyên siêu và cũng có thể và nếu như mà siêu xịn ý, thì nó là hàng ngon nhất rồi, nó là ngon nhất và đắt nhất rồi và những cái chất lượng của nó thì các bác không phải bàn nữa. Các bác có điều kiện mua cái hàng nguyên siêu sách tay nhưng mà nguyên siêu xịn ấy, thì là ngon nhất rồi không phải bàn gì nữa. Nhưng mà vấn đề là cái hàng sách tay ấy nó vẫn có siêu lởm nhé Có nghĩa là người ta à, nhập cái máy riêng về, nhập hộp riêng về và bắt đầu về Việt Nam người ta đóng lại siêu đóng lại bao li lông thì vẫn có hàng hàng hàng, hàng, hàng nguyên siêu mà siêu uh, siêu siêu lởm nhé Thì cái cái trường hợp này em cũng đã gặp khá nhiều lần rồi chứ không phải là không có đâu. thì các bác nếu nhiều các các bác có điều kiện mà mua hàng trên siêu ấy thì các bác cũng nên chú ý cái vấn đề này. đấy, các bác cố gắng chọn cái đơn vị phân phối nào nó uy tín, nó lớn tí, đấy, thì các bác hy vọng là có thể tránh được cái siêu lởm. đấy. và tiếp theo là cái máy mà mới một phần trăm, một phần trăm nhá. thì cái máy mới 100% trăm phần trăm ấy, thì có nghĩa là cái máy đấy nó chưa xước một tí nào cả, chưa sức ở đâu cả từ cạnh lưng rồi à, khung viền rồi mặt lưng mặt trước nó chưa sức một cái gì cả và à, còn áp nhé còn áp thì mới là máy, máy, máy mới 100% phần trăm nhưng mà vấn đề là cái máy mới 100% phần trăm ấy liệu liệu có chính xác là 100% phần trăm hay không tại vì bây giờ cái hàng mà thay thế vỏ chẳng hạn à, người ta vẫn thay, thay thế xong người ta vẫn còn áp nữa thì thay vỏ xong thì nó mới một phần trăm mà thì à, và còn áp nữa thì liệu các bác có phân biệt được hay không thì cái này thì đối với em thì em cũng thực sự là rất là khó phân biệt và các bác phải cực kỳ tinh mắt và nhìn cái ngoại hình của máy rồi những cái vết vết, vết tiếp xúc với nhau ấy, các khe tiếp xúc với nhau nó phải cực kỳ là chuẩn xác cực kỳ là đẹp không có vết keo thừa gì cả thì hy vọng cái máy đó mới là mới 100 phần trăm đấy còn tiếp theo ấy là một cái máy máy 99 phần trăm thì cái máy 99 phần trăm ấy thì là cái máy mà đã sức nhẹ rồi sức nhẹ thôi nhá không phải sức nặng sức nhẹ thôi nó viết lung mèo hoặc là là cấn rất là nhẹ thôi ở mặt trước này hoặc ở mặt lưng này thôi thì cái máy đấy gọi là máy 99% đã sức nhẹ và có thể là còn áp hay không còn áp thì nó tùy thuộc vào người bán người ta có nói hay không nhưng thường thường là cái máy 99% ấy là còn áp thường thường là như vậy áp không không mạnh thì nhẹ thì thường thường nó phải còn áp thì mới gọi là còn này khá khá ổn còn phải hỏi rõ người nhất là cái máy chín chín trăm phải hỏi rõ người mua hỏi rõ người bán là còn áp hay không đấy các bác không hỏi thì nhiều khi các bác mua về nhất là mua online mà các bác cầm máy về mà mà nó mất áp rồi các bác lại thắc mắc là tại sao máy chín chín trăm lại mất áp rồi nhưng mà thường thường là cái máy chín chín người ta đâu có bảo hành áp cho bác đâu nếu mà người, người 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 bán người ta không nói rõ ấy và đang nói về tiếp theo là về vấn đề mà áp thì bây giờ là LG nhà mình ấy đã đã có thể là làm được áp suất rồi thay thế hàng thay thế linh kiện đã có thể vẫn làm được áp suất rồi nên các bác không cũng đừng quá quan trọng một cái áp nhé và cũng đừng nhúng nước rồi tiếp theo ấy, là một cái dạng máy một cái dạng máy mà mà um, người bán ấy người bán người ta rất hay là quảng cáo và rất hay là là là, là um, PR cho cái hàng đấy người ta nói là hàng nguyên zin đấy, hàng nguyên zin nhé đấy. thì nhiều người anh em mua ấy thì cứ nghĩ zin nó là còn ok hết ok tất cả luôn và cũng khá là mới nghĩa còn ok hết luôn ấy còn nào là app rồi nào là chưa thay linh kiện gì đấy chưa còn app đấy còn, còn bây giờ ấy, rất nhiều anh em nói như vậy và đối với em ấy hàng nguyên zin ấy nó là hàng chưa thay thế linh kiện gì cả chưa thay uh, vỏ chưa thay một cái gì cả. Có nghĩa là hàng chưa được chưa bị bung ra, chưa thay thế một linh kiện gì thì là hàng nguyên zin. Nhưng cái hàng nguyên zin ấy có thể là cái hàng nguyên zin cũng là hàng không còn áp nữa. Tại vì cái sau một thời gian sử dụng ấy điều kiện sử dụng thì nó khác nhau mà, nóng lạnh rồi tùy người sử dụng các thứ. Thì có thể là cái keo, cái keo nó sau một thời gian sử dụng nó có bị nó có thể bị kém đi rồi và nó gây ra hiện tượng hở gì đấy thì nó mất áp suất đi thì thì nó vẫn là máy zin thôi đấy nhưng mà nhiều bác lại nghĩ là máy zin là phải máy còn áp suất thì cũng không hẳn như vậy đâu đấy, thì vậy thì làm sao các bác phân biệt được máy zin thì một chỉ có một cách gần như là duy nhất là các bác phải mở máy ra và các bác xem linh kiện bên trong đấy, phải xem linh kiện bên trong xem là nó có máy còn zin không nhưng mà không phải ai cũng xem được linh kiện đấy nhiều người dùng bình thường làm sao mà biết được linh kiện đấy là linh kiện gì ai mà biết được ngay cả em cũng chẳng biết được linh kiện đấy là zin cả đấy nhỡ sản xuất người nhà nhà máy người ta cấy uh, linh kiện ấy vào như vậy thì sao chẳng ai biết được chỉ có mấy thợ biết thôi đấy thì uh, cái việc mà các bác um, họ bảo người bán ấy người ta bảo là máy nguyên zin ấy thì đa số anh em mình mua ấy, hoàn toàn phải phải tin tưởng người ta thôi hay phải hoàn toàn phải tin tưởng người ta thôi hoặc là các bác tinh chỉ có các bác nào tinh ý thì nhìn cũng nhìn ngoại hình thôi xem là có bị đã bị có dấu hiệu cậy mở hay chưa thôi chứ còn cũng không có cách nào khác nữa cả Đấy. Và tiếp theo ấy và tiếp theo và tiếp theo nữa ấy, là một cái máy mà các bác mà người dùng cũng à quên người bán cũng hay nói là máy phun bóc thì phun bóc là cái gì thì có hai, hai dạng phun bóc nhé phun bóc mà nguyên siêu phun bóc nguyên siêu siêu xịn nhé phun bóc nguyên siêu mà siêu xịn thì nó là phun bóc uh, xịn và những như kiểu là cái máy mà các bác mua ở fpt rồi, hoặc là thấy dây động các bác khui siêu ra rồi trong hộp nó còn nguyên các phụ kiện ở trong đấy nguyên zin ấy, nguyên 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 nguyên, nguyên uh, ban đầu của nó như vậy thì gọi là full box xịn thì không nói. Nhưng mà đa số những hàng uh, sách tay về uh, mấy ông thương gia đều nói là hàng full box. Đấy nhưng mà cái bóc đấy nhiều khi là các ông lấy ở chỗ khác, bắt đầu về là các ông ấy lấy các linh kiện như sạc, cáp tai nghe và các thứ các bác ông nhét vào cho nó đủ đủ các phụ kiện ở trong cái bóc đấy và các ông gọi là full box thì người dùng bình thường ấy nhiều khi không phân biệt được những cái phụ kiện đấy nó là phụ kiện theo máy thì thì các bác sẽ bị lừa như vậy nhưng mà nếu các bác xem những cái clip mà ăn bóc những cái máy kiểu rạch siêu ấy các bác chú ý để ý cái phụ kiện nó như thế nào nhiều khi những cái người review người ta cũng 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 nói là phụ kiện nó như thế nào thì các bác có thể tham khảo như vậy có nghĩa là cái máy full bóc ấy không có nghĩa là cái cái phụ kiện đấy là zin theo máy nhé người ta có thể đưa cái phụ kiện linh kiện vào để cho nó đủ thì người ta gọi là, gọi là full box đấy. vậy thì từ nãy giờ thì có rất nhiều máy như là máy nguyên siêu này máy một phần trăm này máy 99 phần trăm này và máy full box hay không full box thì các bác chọn cái máy nào đấy, các bác chọn cái máy nào thì đương nhiên là các bác có điều kiện ấy, thì các bác chọn cái máy nguyên siêu không phải nguyên siêu xịn nhé chọn cái hàng ưu tín máy nguyên siêu xịn thì đấy là điều tuyệt vời nhất rồi nhưng mà với những anh em mà 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 không có điều kiện thì em nghĩ nên mua hàng chín phần trăm thôi không nên không cần phải mua hàng 100 phần trăm làm gì nó đắt hơn và cũng chưa chắc, chưa chắc nó đã phải là 100 phần trăm thì em nên nghĩ là nên mua hàng chín phần trăm thôi nó rẻ hơn và đối với em cũng không cần phun bóc chín phần trăm cũng không cần phun bóc tại vì bóc đấy nhiều khi anh em cũng không mua được cái phụ kiện chính hãng đâu không không mua được cái phụ kiện zin theo máy đâu thì thà các bác mua một cái máy 99% một máy riêng thôi và các bác mua một cái phụ kiện sạc cáp gì đấy nó ở hạng thứ ba để các bác có thể dùng không chỉ cho cái máy đấy mà do rất nhiều cái máy khác nữa. Thì đối với em ấy, em em khuyên các bác là chỉ nên mua hàng trăm thôi để nó nó giảm bớt cái số tiền mình đi. Nhưng mà hàng trăm đấy các bác phải phải cố gắng tìm hiểu về nó rất là nhiều, tìm hiểu trên các hội nhóm ấy, tại vì À, em không biết các hội nhóm nào nhưng mà ví dụ cái nhóm lg việt nam ấy em lại ở để đây, để link đây nhé thì đa số những cái máy em đều có ghim những cái bài cụ thể về nó từng con máy luôn đấy là nó có những cái đặc điểm này rồi trên tay cái thứ nói chung là có hết ở trên nhóm đấy thì các bác cố gắng tìm hiểu những thông tin về nó càng nhiều càng tốt đấy và tham, tham khảo cái người bán cho các bác ấy xem là có uy tín hay không hoặc là uh hoặc là là người ta có vấn đề gì đấy, hoặc là trao đổi kỹ với anh em trong trong nhóm nữa, các bác đăng một cái bài nào đó, ví dụ con máy mình đang muốn mua một con máy V40 chẳng hạn, xem là anh em là hỏi xem là uh, V40 cần chú ý những cái gì. Đấy, kiểu như vậy và cũng cố gắng đọc hết những cái bài ở, ở phần công bố nhé Tại vì công bố ấy, nó có những cái bài về 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 những cái lỗi cơ bản của dòng LG ấy thì em đã ghi ở đấy hết rồi. Hy vọng các bác đọc qua thì các bác đỡ phải hỏi những cái câu hỏi mà nó quá đơn giản hoặc quá cũ rồi đấy thì đối với em ấy là um, em sẽ mua cái hàng 99 trăm và để để cho nó giảm tiền đi và các bác phải chú ý là phải tự trang bị kiến thức cho mình để mà mua được cái uh, chọn lựa cái con máy nó nó ngon còn nếu mà có điều kiện thì các bác nên xem trực tiếp nhé đấy Tại vì mua online nó cũng hơi bị uh, hơi bị hên xui một tí đấy, nhiều khi là vớ phải cái ông cửa hàng nào đó không không được uh, uy tín chẳng hạn Uh, mua cầm cái máy về rồi ở xa quá nhiều khi mình cũng ngại đi ngại ngại đi ship đi ship lại mất thời gian rồi nhiều khi cái lỗi nhỏ nó không đáng gì nhưng mà nhiều khi những cái lỗi nhỏ đấy làm mình rất là ức chế nhiều nhiều bác rất là 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 kỹ tính em cũng là một người kỹ tính nhưng mà kỹ bình thường thôi nhiều người thì kỹ mức cầu toàn luôn là uh, có vết xước nhỏ xíu ở đây chẳng hạn hoặc là cái màn hình nó hơi có một chỗ nó 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 sáng hơn hoặc gì đấy gọi là loang màu đấy thì các bác cũng gây cho các mình gây cho các bác cái cảm giác ức chế rất là khó chịu đấy thì hy vọng là các bác cũng, uh, chọn được máy trực tiếp thì là tốt nhất còn không thì thì phải chọn cái uh, cái cửa hàng khá là uy tín và nếu như mà uh, các bác không biết cái cửa hàng nào uy tín ấy, thì các bác nên uh, mua qua trung gian là em hoặc là ai đó uy tín chẳng hạn đấy mua qua trung gian thì cầm tiền giữ tiền cho hai bên ấy, thì thì nó ổn hơn. đấy thì đấy là cái cái chia sẻ của em nhé. còn các bác nào mà có ý kiến khác ấy, thì các bác comment ở bên dưới cho em biết nhé. rồi ok cảm ơn các bác.